Em xin chào anh em đam mê bẫy chim. Hiện tại em bên em lại nên vào loại lưới bẫy chim chìa vôi, chim én và chim sẻ. Đấy, với cái loại mắt lưới là 4 phân. Thì anh em đánh chim chìa vôi nhá, loại chim bắt đầu mới di cư về, cái loại én. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt lưới bên em sẽ cung cấp làm toàn bộ lưới sẵn cho anh em, chỉ việc về buộc vào cọc là mang đi đánh thôi. Lưới của em bên em là lưới sợi dù nhá, chắc chắn luôn, không xê xích mắt. Đấy, riêng lưới của em là đảm bảo coi như thiết rất chặt. À, em đã lấy bình không bao giờ nó mắt nó xê, nên là anh em cứ đảm bảo ok mà không thể nọt được chim này nọt được, và lưới rất là dài luôn, sợi xe 4 nhá anh em nhá, thoải mái. Đấy, riêng em đang hiện giờ em đang vào này, lưới này. Lưới dài 10 mét. Chưa? Lưới dài 10 mét. Cao 2 mét rưỡi cho khách đây. Đánh coi như hiện tại là đang đánh loại chim én. Thì khách đẹp đánh chim én. Đấy. Còn loại này đánh vừa cả đánh được én, vừa đánh được cả chìa vôi, vừa đánh được cả chim sẻ, chim di. Đánh úp bằng hai cánh hết, nên là anh em cứ vô tư thoải mái. Riêng một bộ lưới là đánh được mấy loại chim, kể cả đánh anh em nào thích đập lưới đánh chim trào màu, chích chòe được hết, cũng đánh được hết các loại chim này. Đấy, riêng em bên em vào lưới này thì anh em cứ an tâm, lưới đảm bảo luôn. Anh em thích nhuộm màu gì mình sẽ nhuộm cho anh em màu đấy, để nó phù hợp với chỗ môi trường anh em đánh. Còn anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với mình là qua số điện thoại 0904669517. Anh em nếu mà để mà tìm hiểu về mà nhanh nhất mà cập nhật thì hãy nên đăng ký kênh của mình. Thì mình sẽ lên nhiều kênh cho anh em, chỉ khi có cái chương trình có gì mới anh mình sẽ cung cấp cho anh em, và anh em sẽ cập nhật biết được luôn những cái loại lưới. Bên mình cũng đã có đầy đủ lưới nhá, lưới bẫy chim đêm lẫn chim ngày, cả keo, bẫy cò, cò giả, rồi que bẫy cò, bẫy vạc, có hết, có đầy đủ loại nan của nan tre, nan cáp quang, có hết nhé. Anh em nhu cầu gì mình sẽ cung cấp đầy đủ để cho anh em đam mê đánh chim. Anh em thấy hãy đăng ký kênh của mình thì mình sẽ cập nhật cho anh em về tất cả các loại đồ nghề bẫy chim. Cũng xin cảm ơn anh em quan tâm đến kênh của mình. Chúc anh em coi như đánh được nhiều chim.